Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Giải trí. Cho ngươi diễn kịch, ngươi mỗi ngày quay cảnh giường chiếu. Xuyên qua thế giới song song Lục An, thành một gã 18 tuyến tiểu diễn viên, hơn nữa đạt được giường chiếu kỹ xảo. Vì vậy, từ đó đi theo con đường khác của diễn viên. Dương Mật. Tôi và Lục An chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, đó chỉ là cảnh giường chiếu, cảnh giường chiếu hiểu không? Nóng đi không phải lục an quy tắc ta là lão nương quy tắc hắn thang vi lục an rất chuyên nghiệp đối với tôi trợ giúp rất lớn lưu nhất phỉ cùng hắn quay cảnh giường chiếu là ta cả đời cũng sẽ không quên hình ảnh đầu tư vào bảo tát tam thể nhân danh nhân dân chiến lan một lần khiến hắn thu hoạch được lợi ích tương đối phong phú trở thành bộ hàm thương mại của giới giải trí vì vậy nữ minh tinh trong làng giải trí đều vây quanh. Nghe ni, Tống ức, Trương Tử Phong, Triệu Kim Vĩ, Dương Triệu Việt. Còn cảnh giường chiếu không? Bố, con cũng muốn quay cảnh giường chiếu với bố. Khán giả. Không ao ước uyên ương không ao ước tiên, hâm mộ lục tổng mỗi ngày. Mỗi ngày quay cảnh giường chiếu, cũng chỉ có anh lục của tôi. Tôi hoài nghi, giới giải trí toàn thành hình dạng lục an rồi. Về việc này, lục an bày tỏ tôi thật sự chỉ là con đường diễn quá hẹp mà thôi mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu nếu có giống nhau chỉ là trùng hợp chớ bắt chước chương một dường hí kịch kỹ năng nghiêm túc sao bạn đang nghe tại truyện chấm audio lục an nếu tháng này không nhận được phim thì hủy hợp đồng đi đây cũng là vì tốt cho cậu ở lại gia hưng cậu cũng sẽ không phát triển quá lớn còn nữa anh cho tôi mượn ba triệu khi nào thì trả nghe trước mắt mặt váy bó mông gợi cảm một đôi chân trắng sắp chói mù mắt nữ nhân liên tục nói như pháo nổ lục an có chút mơ hồ một giây trước mình còn đang tăng ca sao lại ngồi ở đây bây giờ lập tức vô số ký ức từ sâu trong đầu hiện ra lục an rất nhanh ý thức được đây là mình xuyên qua chưa đầy ba giây lục an liền chấp nhận sự thật này chớp chớp mắt lại chăm chú nhìn thoáng qua nữ nhân trước mắt khoảnh khắc lục an nghe dạy không ai khác chính là dương mật tuy rằng xuyên qua tới mới vài giây còn không phải rất rõ ràng hiện trạng nhưng lục an tin chắc mình sẽ không nhận lầm khuôn mặt này lại càng không nhận lầm đôi chân trắng to béo này của nàng nhìn lục an không nói gì Dương Mật không nói gì nữa, đi ra cửa. Lúc này, dựa vào sofa, Lục An nhanh chóng nhớ lại quá khứ của nguyên chủ. Nhưng sớm thôi, Lục An có chút tê dại. Chính mình cũng quá thảm đi. Như thế nào xuyên qua đến như vậy xui xẻo thúc giục. Nguyên chủ đây là âm nhị đại A. À. Cha mẹ của nguyên chủ vốn là một phú hào, nhưng sau khi làm ăn thất bại, liền song song nhảy lầu. Để lại cho nguyên chủ không ít cục diện rối rắm tuy rằng những món nợ này mình không cần đi gánh vác. Nhưng, nguyên chủ ở trước đó còn cùng mình công ty lão bản, cũng chính là trước mắt Dương Mật, mượn qua một ít tiền giúp cha mẹ bổ sung công ty thiếu hụt. Người mắc nợ số tiền này hiện tại chính là mình. Cái này. Lục An hít sâu một hơi. Chết tiệt, vừa xuyên qua, liền mắc nợ 300 vạn. Còn có so với ta thảm xuyên việc giả sao? Trong lòng Lục An chăm chọc một câu nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện trạng. Không sao. Đời này của mình, điều kiện thân thể cũng không tệ lắm. 185, cơ bụng tám muối. Trình độ đẹp trai, càng có thể so với độc giả lão gia. Thật đúng là hoàn toàn phù hợp với định luật xuyên Việt, người đẹp trai mới có tư cách xuyên Việt. Lục An nói nhỏ một tiếng, tiếp tục thu hồi suy nghĩ trong đầu. Nguyên chủ bây giờ là học viện hí kịch Mado, sinh viên năm tư trước đó anh dựa vào mạng lưới quan hệ của cha mẹ tham gia một bộ phim mạng đóng vai nam thứ từ đó được gia hành nhìn trúng trở thành nghệ sĩ dưới trướng lúc đó lục an coi như là một công tử ca vay tiền với dương mật cũng chính là lúc đó phát sinh đối với một công tử ca như vậy dương mật tự nhiên không suy nghĩ nhiều liền trực tiếp cho mượn nhưng không ngờ chưa đầy một năm sau đó cha lục an liền trực tiếp phá sản Lục An vốn diễn xuất không được tốt lắm, còn chưa có cha có thể gặm. Đương nhiên là không còn nữa, nhận được bất kỳ lời mời diễn xuất nào. Thỉnh thoảng lấy được một ít tài nguyên của công ty, nhưng cũng sau khi thử vai, liền trực tiếp bị đào thải. Vốn chính là tuyến 18. Cho nên càng không cần phải nói cái gì quảng cáo, chương trình giải trí. Cơ bản một cái cũng không có. Hai năm. Lục An từ lục gia công tử, đã hoàn toàn biến thành một tiểu minh bạch cho nên gia hưng hiện tại đương nhiên là muốn trực tiếp đuổi người giới giải trí thật đúng là tàn khốc mà tốt đẹp lại hiện thực a à. sau khi lục an trấn quyết định ánh mắt nhìn về phía hợp đồng dương mật bỏ lại trên bàn còn một tháng nữa hợp đồng sẽ hết hạn nếu không gia hạn hợp đồng mình có thể đi đâu đây hơn nữa làm sao còn có tiền của dương mật cái này bắt đầu hình thức địa ngục a tuy nhiên chính mình nhưng là xuyên việt giả tổng không phải là không có hệ thống đi đang suy nghĩ giây tiếp theo một loạt tiếng nhắc nhở hệ thống bắt đầu vang lên đinh hệ thống ngẫu nhiên lựa chọn bên trong thỉnh sau đó một phần trăm bảy phần trăm năm mươi lăm phần trăm văn giải trí hệ thống trói định thành công tân thủ đại lễ bao đã phát xin chú ý tra thu xuyên việc đưa hệ thống internet tiểu thuyết tác giả thành không lấn ta à nhìn dòng chữ trước mặt lục an nhướng mày vui mừng sự không vui vừa rồi tiêu tan tiếp theo trực tiếp mở gói quà lớn ra đại lễ bao thần cấp dường hí kỹ xảo hả lục an vừa rồi còn hưng phấn không thôi lúc này nhìn quà tặng xuất hiện trước mắt có chút mơ hồ đây là cái gì đại lễ bao liền mở ra cho mình cái này. Kỹ xảo dường chiếu, cái này. Chơi. Không phải nên cho một số bài hát, kịch bản, kỹ năng hay thứ gì đó sao? Sau đó tự mình sao chép ca khúc, viết sách là có thể đi lên đỉnh cao nhân sinh. Cái này. Hệ thống có nghiêm túc không? Trầm mặt vài giây, Lục An cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận hiện thực. Quên chuyện đó đi. Có còn hơn không? xem ra hệ thống là tính toán để cho mình đi giường chiếu diễn viên con đường này sau khi nhớ lại tất cả mọi thứ trên thế giới này lục an phát hiện ra thế giới này rất nhiều phim truyền hình chương trình giải trí đều biến mất tin tưởng dưới sự trợ giúp của hệ thống cho dù mình không thể trở nên nổi bật tiền nợ luôn có thể trả hết lục an suy tư một bên cầm lấy hợp đồng trên bàn nơi này không lưu gia tự có chỗ lưu gia Hiện tại ta là nam nhân có hệ thống bên người. Sau khi lẩm bẩm một câu, Lục An cầm bút chuẩn bị ký tên. Nhưng ngòi bút vừa mới rơi xuống, trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ ngẫu nhiên đã phát động. Nhiệm vụ 1. Ở lại gia hưng. Phần thưởng. Một bộ thang thần nhất phẩm. Nhiệm vụ 2. Hoàn thành cảnh giường chiếu đầu tiên. Phần thưởng mười hút liền. Chết tiệt, may mà không có chữ ký, nếu không phần thưởng sẽ bay mất. Hệ thống, tiểu tử ngươi về sau có thể hay không nhanh lên tuyên bố nhiệm vụ. Lục An chăm chọc một câu. Hệ thống. Nếu hệ thống lão đại không cho mình rời đi, xem ra nghĩ biện pháp lưu lại. Nhưng. Chính mình hiện tại trên tay căn bản không có mời, này. Sao nào? Thời gian dành cho mình cũng không nhiều lắm a. À? trong lúc đang suy nghĩ cửa văn phòng lần nữa chậm rãi đẩy ra dương mật dựa vào cửa nhìn lục an một cái váy bó mông phi thường chặt chẽ dáng ở trên người dán người đường cong thập phần ôn nhu mái tóc vẫn lên cùng vòng eo mảnh khảnh tạo thành một khe rảnh xinh đẹp sức hấp dẫn thuộc về phụ nữ sự nghiệp hiển thị rõ ràng không thể nghi ngờ chỉ cần nhìn một cái là sẽ nổ tung ts sách mới số liệu rất trọng yếu nếu là có người xem lời nói. Cầu chúc hoa tươi, phiếu đánh giá, sưu tầm, bình luận. Chương 2, Dương Mịch Tới, cùng ta thử một chút giường hí kịch. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Dương Mật ở Gia Hưng, hiện tại cũng vừa mới đứng vững gót chân. Hiệp nghị đánh bạc, mới ký mấy tháng trước. Kiếm cho công ty một tỷ. Một nhóm người mới đang được khai quật. Áp lực không thể nói là không lớn bước từng bước dương mật nhanh chóng ngồi xuống đối diện lục an mùi cơ thể nhàn nhạt xuyên thẳng vào mũi lục an dương mật cũng không nói nhảm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề lục an em suy nghĩ thế nào rồi đối với lục an hiện tại đang ở công ty gần như là người trong suốt dương mật có chút nhức đầu vấn đề là anh ta vẫn còn nợ tiền của mình nếu đuổi hắn đi không biết khi nào hắn mới có thể trả hết khoản tiền lớn này nhưng dựa theo tiêu chuẩn công ty cô chỉ có thể làm việc theo quy trình tôi còn không muốn rời khỏi gia hưng lục an trả lời a à, nghe lục an trả lời dương mật rõ ràng sửng sốt cái này hiển nhiên có chút ngoài dự liệu của dương mật không nghĩ tới lục an rối rắm nửa ngày lại là lựa chọn này vậy ngươi dương mật còn chưa nói xong bởi vì nàng không biết nên nói cái gì an ủi hay là Lục An nhìn bộ dạng hơi sửng sốt của Dương Mật, tự nhiên hiểu được. Vì thế lập tức nói. Dương Tổng, tôi cố gắng, hẳn là có thể nhận được cảnh quay. Dương Mật đỡ trán, không nói gì. Thời gian hai năm, một cảnh cũng không nhận được, thời gian một tháng, có thể nhận được kịch. Cái này. Ôn ào thì sao? Đang lúc hai người trầm mặt. Trợ lý từ tiểu phượng của Dương Mật, bước từng bước nhỏ, từ ngoài cửa đi vào đi tới trước người dương mật đưa cho cô một sấp bản thảo lão bản hiện tại chúng ta công ty có hai cái diễn còn không có định ra diễn viên mời sắp đến thời gian ngươi nhìn xem hai vở kịch này dương mật biết bởi vì đều không phù hợp với diễn viên của công ty mình cho nên đến bây giờ cũng không có ai nhận một người là vai phụ trong cảnh đánh võ phải có vẻ ngoài hung ác một chút nghệ sĩ của công ty mình phần lớn là có nhan sắc cao cho nên một cảnh khác là cảnh diễn có quy mô tương đối lớn, nằm chính đóng thế trên giường, nhưng không có cơ hội lộ mặt. Mà công ty cũng không ai có thể nhận loại cảnh này. Hai người này đều lui về đi. Chị Dương Mật nhận lấy, nhìn lướt qua, sau đó trả lại bản thảo cho trợ lý. Mà vào lúc này, ngắn mũi vài giây, Lục An ở bên cạnh Dương Mật, liền mắt trộm thấy được văn từ phía trên. Nhìn không rõ lắm, nhưng hai chữ to vô cùng nổi bật cảnh giường chiếu, lục an vẫn nhìn thấy cái này vừa lấy được hệ thống cảnh giường chiếu khen thưởng hiển nhiên phù hợp với con đường của mình vì vậy nhìn trợ lý sắp rời đi lục an vội vàng nói chị mật hay là để em thử xem hả trong ánh mắt dương mật có chút bất ngờ trợ lý cũng dừng bước dương mật nghi hoặc nhìn về phía lục an nhưng vài giây sau lại uyển chuyển cười khẽ nhíu mày hỏi ngươi đây là cùng ta muốn tài nguyên thử hai cái này phân cảnh lục an gật đầu bây giờ hai cảnh này đều là tài nguyên vô dụng nếu còn chưa có người tiếp vì vậy để lục an thử xem kỳ thật cũng không sao dương mật tiếp tục cười hỏi cái thứ nhất ngươi hình tượng không quá thích hợp cái thứ hai ngươi có phương diện này kinh nghiệm sao khi nói câu sau Dương mật mỉm cười nhìn Lục An, vừa đánh giá từ trên xuống dưới. Lục An trước mắt, mới 22-23 tuổi, nói không chừng còn chưa trải qua nhân sự. Lại nói, cho dù là kinh nghiệm thật sự phong phú, vậy cũng không giống nhau. Phương diện này phân cảnh diễn, kinh nghiệm phong phú chỉ là sẽ không làm cho người ta luống cuốn mà thôi. Muốn diễn tốt cũng không dễ dàng. Hơn nữa nghe nói bên kia yêu cầu rất cao, đã thử qua mười mấy thế thân, cũng vô dụng. Quan trọng nhất, đây vẫn chỉ là một cảnh diễn thế thân. Ngoài trừ mặt không lọt, còn lại cơ bản toàn bộ đều lọt. Nghệ sĩ hơi có chút lưu lượng cũng sẽ không đi nhận loại kịch này. Điều này đối với sự nghiệp diễn xuất của mình tổn thương quá lớn. Thậm chí có thể trở thành một vết nhơ không thể thoát khỏi cùng với toàn bộ sự nghiệp diễn xuất. Nếu là lúc trước, Lục An tự nhiên là không có năng lực. Nhưng hiện tại cũng không giống nhau mặc kệ thế thân thì thế thân đi hiện tại tìm cơ hội lưu lại hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất vì thế nghe xong một phen lời của dương mật lục an vẫn gật đầu khẳng định chị mật vở kịch này em có thể nhìn lục an kiên quyết như vậy dương mật lúc này cũng có chút hứng thú chính mình đang muốn khai cuộc người mới vì vậy thử cũng không sao nhưng thật ra không có phát hiện công ty còn có loại này diễn lộ nghệ sĩ nói không chừng tiểu tử này thật đúng là được có thể để lại cho công ty một nhân tài cũng có thể để cho hắn nhận phim đem tiền của mình trả lại nhưng chỉ nói cũng vô dụng nếu đưa cho đoàn làm phim kết quả làm hỏng đối với danh dự của công ty mình cũng là tổn thất rất lớn trong lòng tính toán dương mật nhìn lục an nói đến tột cùng có bản lĩnh này hay không vẫn là muốn kiểm tra một chút nếu tự tin như vậy ngươi chuẩn bị một chút đến cùng ta thử một chút cảnh giường chiếu dương mật nói xong đứng dậy rời đi lưu lại một bóng lưng xinh đẹp nghe được dương mật để thử vai trong lòng lục an lập tức có chút hưng phấn cơ hội đã được nắm bắt cái này vừa vặn cũng có thể thử xem hệ thống cho thưởng như thế nào nhấn vào hệ thống Nhìn cái này, thần cấp dường hí kỹ xảo, khóe miệng lục an không hiểu nâng lên, có chút lo lắng, đồng thời lại có chút chờ mong. Không ngờ nó lại có ít nhanh như vậy. Kỹ xảo dường chiếu này có những gì? Lục An dò hỏi. Hệ thống trả lời vang lên. Bao hàm dường diễn tư thế kỹ xảo, hôn diễn kỹ xảo, mượn vị trí kỹ xảo, dường diễn câu thông kỹ xảo, thân thể số liệu tăng lên. Sau một hồi thẩm vấn, Lục An đã hiểu đại khái theo mô tả của hệ thống hiện tại mình đã hoàn toàn nắm giữ những kỹ năng này với những kỹ năng này cái khác không dám nói trực tiếp đến anh hoa quốc quay phim nhỏ đều là hoàn toàn không thành vấn đề đúng rồi cái này số liệu thân thể tăng lên là cái gì lục an lẩm bẩm theo bản năng nhìn thân thể mình cơ bắp so với lúc trước càng cường tráng hơn không nói và quan trọng nhất lục an có thể rõ ràng cảm giác được những bộ phận khác của thân thể, cũng có biến hóa rất lớn. Sau khi tháng phục một phen biến hóa của thân thể, lục an hồi tưởng lại suy nghĩ. Tiếp tục tiêu hóa kỹ xảo dường chiếu. Dù sao lát nữa cũng phải ra trận. TS. Sách mới số liệu rất trọng yếu, nếu là có người xem lời nói. Cầu chúc hoa tươi, phiếu đánh giá, sưu tầm, bình luận. Chương 3 Kinh bạo ngành giải trí Bạn đang nghe tại truyện.audio chấm trong một văn phòng khác trợ lý tiểu phượng gãi đầu há to miệng giật mình nhìn dương mật hỏi ông chủ sao ông còn muốn tự mình ra trận hiện tại công ty không có người cũng chỉ có thể như vậy kịch bản không phải cũng lập tức muốn đưa qua sao chuẩn bị một chút ngươi đi để cho hắn tới thử diễn tiểu phượng khó hiểu lắc đầu xoay người rời đi không hiểu dương mật từ trước đến nay cẩn thận ngay cả một ít cảnh diễn có chừng mực quá lớn cũng không nhận tại sao lại cùng một diễn viên nhỏ như vậy trực tiếp thử cảnh giường chiếu vẫn còn nữ nhân tự nhiên là hiểu rõ nữ nhân tiểu phượng hồi tưởng một chút tướng mạo dáng người lục an cùng với ánh mắt dương mật nhìn lục an trong nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận cái này ông chủ là muốn ăn chút cỏ non a à? dương mật ngồi trên ghế làm việc tìm kiếm văn kiện trang trí văn phòng cũng không tệ lắm ngoại trừ bàn làm việc còn có một cái sofa da thật ba người ngồi bàn trà đặt ở trước cửa sổ sát đất lối đi nhỏ bên ngoài là thiết kế thủy tinh mại một chiều hiệu quả cách âm cũng không tồi sớm thôi dương mật ở trên máy tính liền tìm được một phần tài liệu là kịch bản của một cảnh giường chiếu so với kịch bản vừa rồi thì nhỏ hơn một chút thử thách đối với diễn viên coi như toàn diện được vậy là đủ rồi dương mật xem vài phút sau quyết định kịch bản thử vai để xem thằng nhóc kia có khoác lát hay không một lát sau lục an đã đẩy cửa đi vào phòng làm việc của dương mật lúc này đạo diễn của công ty đám người ánh sáng sư cũng tới các nhân viên khác trong công ty nghe nói ông chủ muốn tự mình ra trận cùng lục an tiến hành đối diễn hơn nữa còn là cảnh giường chiếu đều đều mạo hiểm bị đuổi việc cũng muốn tới ăn dưa ở cửa thò đầu tìm hiểu các ngươi không muốn làm nữa đúng không nhìn nhân viên công tác vây quanh cửa ánh mắt dương mật liếc xéo qua uy nghiêm của bà chủ hiển thị rõ ràng một tiếng này ngay cả trợ lý tiểu phượng bên cạnh cũng hoảng sợ ngay lập tức người ở cửa tan thành chim thú trợ lý hiểu chuyện chạy chậm tới đóng cửa lại lục an vậy chúng ta bắt đầu đi dương mật đứng dậy đưa cho lục an một tờ giấy kịch bản thử vai này An xem trước một chút. Lục An nhận lấy kịch bản trong tay, bắt đầu xem. Tên đạo diễn tạm thời kia cũng bắt đầu loay hoay với máy theo dõi, máy quay, quay phim, khảo nghiệm cảm giác quay phim của diễn viên. Nhiều khi không phải diễn xuất của diễn viên không đúng chỗ, mà là cảm giác quay phim. Vì vậy, những chuẩn bị này là cần thiết. Lục An nghiêm túc nhìn. Đây là kịch bản của một cặp tình nhân xa cách lâu ngày mới gặp lại. Lời thoại không nhiều, chủ yếu là ngôn ngữ cơ thể. Vài phút sau, Lục An gật đầu, ý bảo chuẩn bị xong rồi. Dương Mật trước đó đã xem qua kịch bản, cho nên nhìn thấy Lục An chuẩn bị tốt về sau, hướng về đạo diễn làm cái ok thủ thế. Lập tức, đạo diễn ở một bên lớn tiếng nói, diễn viên tiến vào trạng thái ba hai một. Cảnh thứ nhất, cảnh thứ nhất, quay. Mọi thứ giống như một bộ phim chính thức theo tiếng gõ cửa hạ xuống ánh mắt lục an trong nháy mắt trở nên vô cùng thâm tình dưới chân ba bước làm hai bước nhanh chóng chạy tới một tay ông eo nhỏ nhắn của dương mật vào trong ngực tiếp tục đi khuôn mặt không ngừng chạy trên cổ dương mật tình nhân xa cách lâu ngày gặp lại chính là như vậy như hạn hán lâu ngày gặp mưa dầm cỏ khô gặp ngọn lửa một chút thôi hơn nữa còn ông Dương Mật có thể nói là vưu vật cấp bậc như vậy. Ai có thể chịu đựng được? Huống chi Lục An chừng 20 tuổi, chính là thân thể huyết khí phương cương. Không biết là tác dụng của kỹ năng hệ thống hay là bản năng của mình. Bất tri bất giác. Lục An đã ôm chặt hơn, dục hỏa của vô danh cũng đã nhen nhóm. Dương Mật thì hai tay nắm lấy lưng Lục An. Đứng gặm lung tung vài phút sau, một tay Lục An vỗ về gò má Dương Mật hai người nhìn nhau thật lâu thâm tình nhìn nhau dần dần ánh mắt trở nên có chút mơ hồ tiếp theo dương mật trung rẩy nói ra lời thoại của mình em yêu nhớ anh muốn chết em có biết những ngày em đi anh nhớ em nhiều như thế nào không dương mật nói xong lại là một cái ông thật sâu trong khi đó một bàn tay bắt đầu bơi trên lưng lục an một trận tô tô ma ma cảm giác truyền đến sau Lục An cũng dựa theo kịch bản trên lời thoại, xấu xa nói. Vậy ngươi, nghĩ ở đâu? Dương Mật gõ ngực Lục An một cái, hừ nhẹ một tiếng. Hừ, ngươi hư, lão bà toàn thân mỗi cái khí quan, mỗi cái lỗ chân lông, mỗi cái tế bào, đều đang nhớ ngươi. Vậy phải để cho ta kiểm tra một chút, rốt cuộc nhớ ta bao nhiêu? Lục An nói. Trực tiếp nhẹ nhàng đẩy Dương Mật ra. Dương Mật trực tiếp chổng vó, ngã xuống sofa khoảnh khắc, xoay người theo tư thế. Hai người ngã xuống sofa. Dương Mật có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Không lâu sau, ánh mắt cũng dần dần trở nên mê ly. Thậm chí, lúc này Dương Mật cũng đã không biết đây là phản ứng chân thật của mình hay là mình diễn ra. Mặt cô hơi ửng đỏ, vừa mừng vừa sợ biểu hiện của Lục An. Tiếp tục tập trung hoàn toàn. Thật giống như Lục An thật sự là người yêu của mình. Vài phút nữa thôi động tác của hai người càng lúc càng lớn mật. Trong kịch bản gốc, là cảnh diễn hai phút. Nhưng, vài người ở hiện trường, nhìn một màn này, trực tiếp ngay người, làm sao còn để ý đến thời gian. Mấy người nhỏ giọng nghị luận. Ánh mắt không hề di chuyển, gắt gao nhìn chầm chầm hai người. Sợ bỏ lỡ một chi tiết nhỏ. Cái này, cái này là có thể nhìn. Thử diễn mà thôi, mạnh như vậy sao? Ông chủ, khi nào thì đói như vậy? Mà lúc này ở ngoài cửa, một đám nhân viên vừa bị đuổi đi, ngồi ở vị trí làm việc. Nghe thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng, thanh âm hai người thử vai. Tất cả mọi người đều là tiểu Đao Lạc Mông, mở mắt a. À. Không nghĩ tới Dương tổng luôn luôn cẩn thận nghiêm túc, lại to gan như vậy, thoải mái như vậy, ở văn phòng tiến hành thử vai cảnh giường chiếu, hơn nữa thanh âm này. Trong văn phòng đạo diễn còn chưa hô kết thúc mọi thứ không thể dừng lại nội dung vở kịch lại đẩy mạnh vài phút sau những người ở hiện trường con người sắp rơi xuống đất rồi hình ảnh này thật sự quá đẹp thật sự quá bạo lực thật sự không đành lòng nhìn thẳng đạo diễn nhìn vào hình ảnh của máy theo dõi hai người biểu diễn gần như không thể bắt bẻ phi thường tự nhiên nếu không nói đây là quay phim hình ảnh mình chụp được tuyệt đối có thể kinh bạo giới giải trí khoảng một phút sau đạo diễn nhận ra thời gian đã quá sớm vì vậy mới lớn tiếng hô két mà lúc này trong một tòa cao ốc đối diện tòa nhà gia hành một gã paparazzi đội mũ bóng chày đang cầm máy ảnh chụp khóe miệng là vui sướng vô tận ps sách mới số liệu rất trọng yếu nếu là có người xem lời nói làm ơn cho chút hoa tươi, phiếu đánh giá, sưu tầm, bình luận. Chương 4, còn không có xuất diễn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Paparazzi này là một đội paparazzi nổi tiếng, nhân viên của UOA. Đã theo dõi dương mật mấy ngày rồi. Vốn vẫn không có thu hoạch gì, đang chuẩn bị buông tha, lại ngoài ý muốn phát hiện một mạng này trong phòng làm việc. Vì vậy, trong lòng mừng như điên, vội vàng cầm lấy máy ảnh không ngừng chụp ảnh. Mà Lục An và Dương Mật trong phòng làm việc, sau khi nghe được tiếng gọi của đạo diễn. Mới dừng lại. Lúc này, hai người thở dốc, trên mặt Dương Mật càng đỏ bừng. Quần áo, kiểu tóc, đều có một chút lộn xộn. Tiểu trợ lý cuốn quyết chạy tới. Giúp Dương Mật sửa sang lại váy bó mông đã kéo đến đùi. Lục An cũng tự sửa lại áo sơ mi. Nhìn ra, hai người vừa rồi đều nhập diễn rất sâu sau khi dọn dẹp một lúc hiện trường trong nháy mắt tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía tuyệt vời cảnh này quá tuyệt vời diễn xuất rất tự nhiên dương tổng diễn xuất vừa rồi của anh quả thực tuyệt vời đạo diễn hài lòng nhìn về phía dương mật dương tổng biểu hiện của hai người thật sự rất xuất sắc cảnh này cảm giác rất đúng chỗ nghe đạo diễn khen ngợi dương mật có chút vui vẻ nhưng cũng không biểu lộ ra quá nhiều dù sao mình cũng là tiên kiếm kỳ hiệp truyện tam cung tỏa tâm ngọc các loại kịch ra về mặt diễn xuất tự nhiên là không cần nghi ngờ chỉ là thử vai với quy mô lớn như hôm nay dương mật vẫn là lần đầu tiên nhưng không nghĩ tới lần đầu tiên tham gia liền biểu hiện tốt như vậy diễn xuất của mình được đạo diễn công nhận lục an trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm xem ra hệ thống khen thưởng quả thật rất hữu dụng đúng vậy biểu hiện vừa rồi của dương tổng thật sự rất tốt rất tập trung lục an cũng cười phụ họa theo nhìn không ra a à, ngươi ở phương diện này ngược lại là rất giỏi a à, diễn cũng không tệ vừa rồi ta đều dương mật thiếu chút nữa lỡ miệng vì vậy nhanh chóng bổ sung tôi còn tưởng anh nói đùa không ngờ thật đúng là được tiếp tục đi vỗ vỗ bả vai lục an trong ánh mắt có một phen ý tứ hàm xúc khác trước đó dương mật nhớ rõ lục an trong mấy lần thử vai bất luận là đối thoại hay là động tác biểu hiện có thể nói là hỏng bét không ngờ không ngờ trong phân cảnh này lại quen đường cũ như vậy quả nhiên là thiên phú sai rồi may mà vừa rồi mình cho hắn thử vai nếu không công ty thực sự đã bỏ lỡ một kho báu nghệ sĩ mặc dù là bảo tàng có chút lệch lạc nhưng bồi dưỡng một chút cảm giác cũng có thể tiến bộ có phát triển dương mật ngồi trên sofa hít sâu một hơi mới hoàn toàn trấn định lại biểu hiện vừa rồi của lục an có thể nói hoàn toàn ngoài dự liệu của dương mật vô luận là tứ chi hay là biểu tình đều phi thường tinh tế tỉ mỉ nhớ lại cảm giác vừa rồi dương mật thậm chí đột nhiên cảm thấy cảnh giường chiếu này cùng cảm giác lúc mình mới yêu, có thể nói giống nhau như đúc. Chính mình, giống như đã lâu không có loại cảm giác này. Thậm chí, sau khi ngồi xuống, Dương Mật phát hiện mình đã có một ít phản ứng. Vài phút sau, đạo diễn đặt bộ phim vừa quay thử xuống. Văn phòng chỉ còn lại hai người Lục An và Dương Mật. Dương Mật nhìn Lục An. Trong lòng đã có tính toán. Nhìn không ra, người ở phương diện này như vậy có kinh nghiệm ngươi tình cảm kinh nghiệm rất phong phú sau khi thả lỏng dương mật thăm dò hỏi không có gì tình cảm trải qua thậm chí hiện tại đều không có bạn gái lục an thành khẩn nói vậy ngươi quen tay hay việc lục an cướp lời a à, quen tay hay việc vậy còn có thể quen tay hay việc dương mật khóe miệng cười nhìn về phía lục an ở điện ảnh học đấy chính mình phỏng đoán động tác cảm xúc lục an tiếp tục nghiêm trang nói phim tiểu tử ngươi tốt nhất nên nói là phim đứng đắn dương mật thầm oán thầm hai câu ngầm hiểu cười nói bất kể là học ở đâu đúng là học không uổng phí rất lão đạo dương mật nói cũng rất thành khẩn mà vừa nghĩ tới vừa rồi chính mình sinh đau ánh mắt dương mật cũng càng thêm thành khẩn không tự chủ chạy trên người lục an ánh mắt đảo qua dương mật phát hiện cởi quần áo có thịt mặc quần áo có vẻ gầy chính là nói loại người như lục an dương tổng anh nhìn cái gì vậy lục an nhìn ánh mắt lưu manh của dương mật nói thẳng dương mật sớm đã qua tuổi đại cô nương nhăn nhó nhó vì vậy thấy lục an phát hiện ra ánh mắt quan sát của mình dương mật cũng không xấu hổ chút nào thay vào đó ánh mắt càng thêm không kiên nể gì nhìn chằm chằm lục an người trẻ tuổi tố chất thân thể chính là không tệ xem ra là thường xuyên rèn luyện a phốc lục an không nói gì thiếu chút nữa cười ra tiếng hay lắm hay cho một người còn chưa ra sân khấu tuy nhiên cái này dương mật lại cứ như vậy quan minh chính đại đùa dẫn chính mình trước đó ngoại trừ lần vay tiền kia lục an và dương mật tiếp xúc cũng không nhiều không ngờ dương mật thoạt nhìn ngăn nắp xinh đẹp còn có như vậy. Một mặt. Mà ánh mắt dương mật nhìn mình. Cũng không hề thu liễm chút nào. Làm cho Lục An cảm thấy, vừa rồi hình như mình mới là bên chịu thiệt. Xem ra. Các nhà khoa học nói đúng, phụ nữ thực sự háo sắc hơn đàn ông hàng trăm triệu điểm. Dương mật hiện tại 28, chính là tuổi như lan như hổ. Hơn nữa trải qua thử vai vừa rồi, lại phát hiện Lục An muốn hình dạng có hình dạng, muốn kỹ thuật có kỹ thuật, muốn phần cứng có phần cứng. Thậm chí làm cho mình cũng có chút cảm giác mơ về mối tình đầu. Lục An như một cậu bé nhà bên, Dương Mật nói một chút không động tâm là giả. Phấn đấu mười mấy năm, còn không thể hưởng thụ. Ai còn không muốn ở khuê phòng nuôi 18 tiểu thịt tươi, mỗi ngày thay đổi đa dạng gặm. Và, hắn còn nợ mình không ít tiền. Hai người ở trên sofa ánh mắt lôi kéo mấy phút sau, dương mật mới dần dần đứng đắn xóa đi suy nghĩ lung tung trong lòng dương mật chuyển đề tài biểu hiện vừa rồi của cậu không tệ kịch bản này tôi cảm thấy cậu có thể thấy dương mật nói lục an tâm cầm hòn đá mới xem như rơi xuống đất có cảnh quay phần thưởng hệ thống của mình mới xem như có tin tức nếu không thật đúng là không biết ở nơi nào mới có thể nhận được cảnh giường chiếu cảm ơn dương tổng được anh đi đi dương mật nói một tiếng nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người lục an lục an đứng dậy nhưng trước mặt hai người có một cái bàn khác dẫn đến lối đi hẹp nhưng dương mật lúc này lại không có chút ý nghĩ đứng dậy nhường đường nào ngược lại cười xấu xa cố ý đem đầu gối của mình xê dịch về phía trước xem lục an làm sao bây giờ cái này nhìn dương mật không có ý đứng dậy khóe miệng cười xấu xa lục an thật sự không nghĩ nhiều cũng không được nữ nhân này chẳng lẽ còn muốn làm lại một lần nữa xem ra vừa rồi thử diễn mình thật sự đã gợi lên hứng thú của dương mật nhưng mà cái này cũng quá rõ ràng đi nơi này là văn phòng không phải khu không người a tỷ dương tổng nếu thật sự cần ngươi có thể cho ta điểm tài nguyên quy tắc của ta ta người này điểm mấu chốt vẫn là không quá cao nhất là sau khi gia đạo lạc lối lục an trêu ghẹo nói mà những lời này cũng trực tiếp chọc cười dương mật phốc ha 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 tỷ đùa với người đấy dương mật nói xong dựa người về phía sau lúc này lục an mới nghiêng người đi về phía cửa khi đến cửa dương mật vừa cười vừa hô với bóng lưng lục an nếu anh không trả tiền có thể thật sự sẽ quy định anh đó lục an ra dấu ok xoay người ra cửa ps sách mới số liệu rất trọng yếu, nếu là có người xem lời nói. Làm ơn cho chút hoa tươi, phiếu đánh giá, sưu tầm, bình luận. Chương 5, kịch bản là ở sắc giới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Người trẻ tuổi, thật sự tốt a à? Lạc lão nương bây giờ còn đau. Dương mật ngồi trên sofa. Lầm bầm lầu bầu, một bên nhớ lại cái gì, và rồi, cười đứng dậy, ngồi vào ghế làm việc mở cảnh quay thử vừa rồi ra xem nhìn thấy hình ảnh hai người đánh nhau lập tức trái tim cô vừa hạ xuống lại mơ hồ sao động ra khỏi công ty lục an há to miệng hít thở không khí trong lành nhìn hết thảy hai bên đường phố đều cảm giác mới lạ vô cùng tuy rằng cùng kiếp trước địa cầu ma đồ không có bao nhiêu khác biệt nhưng mà thế giới này hết thảy rồi lại đều không giống nhau bước đầu tiên sau khi xuyên qua xem như giảm vững. Lục An âm thầm hạ quyết tâm. Đời này, mình phải nắm chắc cơ hội. Thế giới này, nhiều người đẹp như vậy, cơ hội. Còn có dương mật đốt như vậy, nói như thế nào, cũng phải toàn bộ bắt lấy. Chặn một chiếc taxi lại, Lục An trực tiếp trở lại học viện hí kịch Ma Đô. Ngoại trừ ký túc xá trường học, Lục An bây giờ đã không còn nơi nào khác để đi. Căn nhà mà cha mẹ để lại cũng đã bị thế chấp trong sân trường học viện hí kịch Ma Đô. Khắp nơi đều là mỹ nữ chân dài bắt mắt. Không thể không nói, học viện nghệ thuật mới thật sự là thiên đường. Dù sao giới giải trí tuyệt đại đa số mỹ nữ cũng đều là đến từ những học viện này. Vừa xuống lầu ký túc xá. Một giọng nữ ngọt ngào, lại có chút quen tai, gọi Lục An lại. Lục An, chuyện cậu ký hợp đồng thế nào rồi? Lục An quay đầu nhìn lại. Trước mắt là một cô gái ăn mặc như em gái nhà bên, có chút tươi mát, rất xinh đẹp. Khi Lục An nhìn lại, tôi lau. Đây không phải là Di Ly Nhiệt sao? Trong khi đó, ký ức liên quan đến nhiệt độ trong đầu cũng chậm rãi xuất hiện. Nóng đi, hiện tại cùng mình đều là học sinh cùng cấp của học viện hí kịch Ma Đô. Hơn nữa quan hệ của hai người lúc trước cũng không tệ. Cô cũng biết chuyện Lục An sắp bị hủy hợp đồng. Vì vậy đây là để an ủi bản thân. Anh Lục, anh đừng thương tâm, anh ưu tú như vậy, nhất định có thể ký hợp đồng với công ty khác. Nóng hội chớp mắt to, an ủi Lục An. Hiển nhiên cô cho rằng, Lục An bây giờ trở về là đã bị hủy hợp đồng. Lục An lấy lại tinh thần. Nhìn thoáng thi phấn đại, thanh xuân khả dám nhiệt đi, nói. Không, ta lưu lại. Hả? Nhiệt đi cả kinh, lập tức lại cao hứng thật tốt quá, anh lục ở lại. sao anh lại ở lại? không phải. nóng bỗng tò mò nói. chuyện này nói ra rất dài dòng, tôi và dương mật tranh thủ được một bộ phim. kịch gì? cậu nhận được kịch rồi à? nóng lên có chút hâm mộ. bởi vì hiện tại nàng còn chưa có nơi đi. vốn cho rằng lục an sẽ lập tức giống như mình, trở thành người thất nghiệp. không nghĩ tới. gã này ở lại. Học ba như một cô gái nhỏ mà không có bất kỳ nền tảng, nguồn lực. Muốn nhận được kịch, lấy được tài nguyên, có thể nói khó khăn không nhỏ. Tuy rằng nóng đi rất đẹp, nhưng... Đặt ở học viện hí kịch, trong một đống mỹ nhân phôi thai, liền có vẻ không thu hút như vậy. Hoặc là cơ duyên nghịch thiên, hoặc là xã thân bị quy tắc. Mà kiếp trước, nóng đi chính là kiếp trước. Hiện tại lục an nên trấn an. Cũng không phải trò hay gì, chỉ là một cảnh giường chiếu mà thôi hả cảnh giường chiếu nghe lục an trả lời nóng lên lại cả kinh nhưng tiếp theo chính là cười khanh khách ha 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 ngươi cư nhiên tiếp một cảnh giường chiếu ngươi biết cái này sao hình như chúng ta chưa từng học qua a à? diễn với ai thế nào chừng mực có lớn hay không có thể hy sinh hay không ai nhà không nghĩ tới a à? tiểu tử ngươi ha 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 tiếng cười ấm áp không dừng lại chọc cho mấy người ven đường cũng ném tới ánh mắt khác thường quả nhiên ăn dưa là bản tính của con người lục an thở dài đừng cậu cũng đừng cười nhạo tôi vậy ngươi mau nói đi nóng đi ngậm miệng cố gắng nín cười nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nghe được bằng hữu tốt nhất muốn đi quay cảnh giường chiếu hơn nữa còn là chừng mực lớn, tin tưởng người bình thường đều là không nhịn được cười đi. Cho nên, cười lớn tiếng hơn. Đợi đến khi rốt cục không cười, nóng lên tiếp tục nhõng nhẽo cứng rắn, hai cánh tay ngọc cuốn lấy cánh tay Lục An không buông, năn nỉ Lục An. Lúc này Lục An mới nói. Kịch bản tôi cũng không xem. Lục An nói. Trong túi lấy ra bản thảo, mở ra. Nhưng. Khoảnh khắc tiếp theo, khi nhìn thấy tiêu đề kịch bản, viết sắc giới. Lục An trong nháy mắt sợ ngay người. Hay lắm, vở kịch này bây giờ mới quay. Vốn còn lo lắng, sợ là phú bà nào đó yêu cảnh giường chiếu của ta, xe tăng hạng nặng 180. Xem ra mình lo lắng vô ích a. À. Lục An thời hưng phấn hẳn lên. Cảnh giường chiếu của bộ phim này không thể nói là không lớn mật. Quả thực chính là cấp độ nổ tung. Và, đối diện chính là Thang Vi đây chính là Thang Vi A, Thang Vi hai mươi mấy tuổi. Có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm. Cho dù so sánh với Dương Mật Nhiệt, cũng không kém chút nào. Đánh cược này. Thật sự là kiếm máu A. PS. Sách mới số liệu rất trọng yếu, nếu là có người xem lời nói. Cầu cho chút hoa tươi, phiếu đánh giá, sưu tầm, bình luận. Chương 6, Thập Liên Trúc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lục An nhìn kịch bản. Trong lòng gọi là hưng phấn. Tuy rằng trước đó hắn cũng không có tiếp xúc qua loại cảnh giường chiếu cỡ lớn này. Nhưng từ vừa rồi cùng Dương Mật thử diễn, nhìn ra hệ thống công năng, cũng là nghe cường đại. Và, có thể hợp tác với một diễn viên như Thang Vi, hơn nữa còn là một cảnh quay có quy mô lớn như vậy, đầy đối với hắn mà nói, không chỉ là một cơ hội hiếm có. Càng có thể nói, là một cái trời ban thưởng nhìn khóe miệng lục an nhếch lên nóng đi tò mò đánh giá thoáng qua kịch bản sắc giới đạo diễn lý thế dân tham diễn lương siêu vĩ vương lợi hoành thang vi khi đọc những cái tên này nóng lên nhất thời kinh hãi trọng lượng của mấy cái tên trong đó cô vẫn biết lục an cậu muốn nổi tiếng cậu lại đối diễn với bọn họ đều là tai to mặt lớn a à? hại ta chỉ cùng thang vi có đối diễn hơn nữa là không lộ mặt thế thân loại kia cho nên không phát hỏa được người xem căn bản sẽ không biết ta là ai lục an cười khổ à vậy thì thật đáng tiếc nhưng cũng có thể kết giao chút nhân mạch nói hết đi nóng đi tiếp tục cười căn bản không dừng lại được lục an cũng lấy nóng đi không có biện pháp bốn năm chung sống cùng cửa sổ hiện tại nóng đi giống như là em gái của mình vậy vì vậy lục an chỉ có thể nói sang chuyện khác nếu tôi phát hỏa tôi cũng sẽ mang cả anh theo thật sao được rồi lục an gật đầu nhưng lập tức cười xấu xa nhìn nóng đi nói nhưng là ta cũng muốn quy tắc ngươi cho ngươi cùng ta quay cảnh giường chiếu nóng một cái kiều mị xem thường muốn quy tắc cũng là ta phát hỏa quy tắc ngươi ta nhất định sẽ phát hỏa trước ngươi lục an khinh thường nói xì si, vậy đi tới gõ xem ai nổi giận quy tắc ai tuy nhiên nhiệt độ dường như lại phát hiện một điểm mù anh lục anh nói như vậy không phải là bị quy tắc rồi sao mới lấy được cảnh này chứ lục an em anh trai em là người có giới hạn thấp như vậy sao nóng lên vâng lục an nói chuyện một lúc lục an và nhiệt đều tự rời đi nóng quá bây giờ cũng đang tìm công ty phỏng vấn tìm cảnh quay nhưng sau khi phỏng vấn mấy công ty truyền thông cùng với đoàn làm phim cũng đều thất bại và không có ngoại lệ nào là khi phỏng vấn những đoàn làm phim này đều bị đạo diễn nhà sản xuất ám chỉ một phen chỉ cần chấp nhận quy tắc bị quy định là có thể lấy được nhân vật vì vậy mấy ngày nay nóng đi xem như đối với giới giải trí có một nhận thức mới bản thân trước kia thật sự là có chút đơn thuần tưởng rằng chỉ cần vào học viện hí kịch chỉ cần cố gắng sẽ có đường ra không nghĩ tới xã hội hiểm ác giới giải trí càng thêm hiểm ác trở lại ký túc xá nằm trên giường đi nhớ lại ánh mắt mấy đạo diễn nhà sản xuất nhìn mình mấy ngày nay nhìn không được một trận buồn nôn trong lòng yên lặng nghĩ chính là mình thật sự có một ngày cùng đường nếu bị quy tắc mình khẳng định cũng chọn lục an bây giờ nóng lên thật sự hy vọng lục an có thể nhanh chóng nổi lửa chắc chắn rồi đây cũng chỉ là một phần hy vọng xa vời mà thôi dù sao lục an bây giờ cũng chỉ là một diễn viên mạnh hơn mình một chút mà thôi bên kia sau khi lục an về ký túc xá lần đầu tiên liền tiếp tục chăm chú nhìn dương mật cho mình kịch bản nhưng lật xem một lúc phát hiện trên kịch bản căn bản không có mấy câu thoại bởi vì là cảnh giường chiếu hơn nữa còn là làm thế thân vì vậy chỉ cần cảm xúc trạng thái có thể đúng chỗ là được rồi không có đường dây nằm trên giường lục an nghĩ tới kiếp trước trong sắc giới ba đoạn kịch giường chiếu đại khái nội dung vở kịch động tác các loại yên lặng làm bài tập bây giờ với sự giúp đỡ của hệ thống trở lại trình độ sắc giới trên địa cầu lục an tin tưởng hẳn không phải là vấn đề chỉ là không biết bộ phim này của mình có thể làm cho mình có chút danh tiếng hay không lục an suy nghĩ bỗng nhiên hắn lại nhận ra một vấn đề đó là bộ phim này ở trên địa cầu nhưng bị phong cấm cái này nhưng sớm thôi sau khi tìm kiếm trên mạng lo lắng của lục an liền biến mất trong thế giới này long quốc đã giống như rất nhiều quốc gia trên thế giới tiêu chuẩn đều lớn hơn không ít vì vậy loại phim này cũng đều là một đao không cắt là có thể công chiếu thế giới này thật đúng là không tệ a à. lục an cảm khái tài nguyên cũng không cần ạ à, không đúng tư liệu học tập cũng không cần mình vất vả tìm nhưng ngay sau đó lục an lại có chút lo lắng lý thế dân nổi tiếng là cầu toàn mặc dù bản thân có kỹ năng kỹ xảo dường chiếu nhưng thật sự có thể vượt qua pháp nhãn của lý thế dân sao? Có vẻ như phải chuẩn bị nhiều hơn một chút. Đúng rồi, nhiệm vụ vừa rồi của mình không phải đã hoàn thành rồi sao? Phần thưởng của hệ thống hẳn là đã vào sổ sách rồi. Lục An mở hệ thống. Trong ba lô, quả nhiên xuất hiện một biểu tượng rút liền 10 lần. Lục An lập tức click vào sử dụng. Ngay sau đó, một cái bàn quay giống nhau rút thưởng giao diện xuất hiện ở trước mắt lục an nhìn lướt qua phát hiện phần thưởng trong này thật sự là cái gì cần có đều có thuộc tính điểm xe sang trọng biệt thự tiền tài kỹ năng ca khúc kịch bản âm nhạc chỉ có không nghĩ tới không có gì trong này không có hệ thống thật sự rất có lực lục an nói xong trực tiếp nhắm mắt trong lòng yên lặng cầu nguyện một bên nhấn rút ra. Lập tức, bạn quay nhanh chóng chuyển động. Vài giây sau, mở mắt ra lần nữa. Trước mắt đã xuất hiện ba biểu tượng. Tiền mặt. 50.000 kỹ năng. Kỹ năng phân kính. Có được kỹ năng thứ hai, có thể vẽ ra phân kính điện ảnh truyền hình cấp đại sư. Kỹ năng. Độ hảo cảm, có thể nhìn thấy độ hảo cảm của nữ sinh đối với mình. 30 trở xuống chán ghét, 30. 60 bình thường, 60. 70 hơi hảo cảm, 70. 80 có chút thích, 80. 90 phi thường thích, 90. 100 có thể nói là yêu tha thiết, vì bạn làm cái gì cũng được, 100 không phải bạn thì còn ai khác, nói gì nghe nấy. Tiền mặt này, cũng thật sự quá ít đi. Hơn nửa 10 lần hút liền, cư nhiên liền trống không bảy cái. Hệ thống này, không đi chim cánh cục làm kế hoạch, thật sự là lãng phí nhân tài a. À? Lục An chăm chọc vài câu. Tuy nhiên, hai phần thưởng còn lại, hình như cũng không tệ lắm. Kỹ năng phân kính, vừa vặn hiện tại có thể giúp đỡ mình. Mà độ hảo cảm, cái này. Mẹ không cần lo lắng cho tôi nữa, trêu chọc em gái thất bại rồi. PS Sách mới số liệu rất trọng yếu, nếu là có người xem lời nói. Làm ơn cho chút hoa tươi, phiếu đánh giá, sưu tầm. Bình luận Chương 7, Đại sư cấp phân kính Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Sau hai ngày nằm trong ký túc xá Đoàn làm phim sắc giới gọi điện thoại tới Bảo Lục An chuẩn bị quay phim Sân quay, ngay tại căn cứ ảnh thành Ma Đô Cách Lục An không xa Ngày hôm sau, Lục An tốn hơn 100 Trực tiếp đón xe đến đoàn làm phim Sau khi tiến vào hiện trường quay phim vốn còn tưởng rằng mình đã là thế thân của cảnh giường chiếu nhưng sau khi xem tình huống hiện trường một chút lục an phát hiện hình như là mình suy nghĩ nhiều phó đạo diễn nói sơ lược tình hình cho lục an sau đó để lục an chờ ở bên ngoài ngay bây giờ tất cả kịch bản của sắc giới tất cả đều quay xong chỉ còn lại ba cảnh giường chiếu này còn chưa quay trước lục an đã tới mười cái cảnh giường chiếu thế thân nhưng hiệu quả đều là một lời khó nói hết. Không ít cảnh còn chưa diễn, cũng đừng để Lý Thế Dân đuổi về. Lục An tìm một cái ghế ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Kiếp trước Lý Thế Dân chính là vô cùng hà khắc. Nhất là khi quay bộ phim này, lương siêu vĩ tai to mặt lớn, đều phải tự mình diễn thử, sau đó mới có thể quay thật. Trong phần cảnh giường chiếu, Lý Bạch gần như nghiêm khắc hoàn mỹ. Sống hai đời, nhưng đối với Lục An mà nói, đây là lần đầu tiên vào đoạn làm phim. Cho nên hết thảy chung quanh, ngược lại đều rất mới lạ. Nhưng nghĩ lát nữa sẽ phải thực chiến giường chiếu. Cho nên Lục An cũng không nghĩ nhiều. Ngồi bên ngoài, nói không căng thẳng là giả. Với sự giúp đỡ của hệ thống, nhưng lúc này Lục An vẫn không cảm thấy ổn định. Vì vậy, lấy ra phân kính đã vẽ xong lúc trước, tiếp tục giấy bắt đầu viết viết vẽ, đánh dấu trọng điểm trong lòng tính toán lát nữa làm sao tiến vào trạng thái nhân vật cuối cùng nửa giờ sau cửa phòng quay phim của đoàn làm phim mở ra đây đều là tìm thế thân ở đâu a à, thật sự là quá kém cỏi lý bạch thở dài một hơi đi ra lập tức châm một điếu thuốc buồn bực vô cùng buồn bực vở kịch này liên tiếp quay vài ngày nhưng bây giờ nhưng không có một ống kính nào có thể dùng được nhìn biểu tình trên mặt lý thế dân đã có chút nổi giận phó đạo diễn bên cạnh toàn thân cũng đổ mồ hôi như mưa siêu vĩ nếu không ngươi tự mình lên đi những thế thân này thật sự là quá kém lý bạch nhìn về phía lương siêu vĩ nói mà đúng lúc này phó đạo diễn vừa tiếp đón lục an vội vàng nói với lý khuynh lý đạo vừa rồi thế thân bên gia hưng đã tới có muốn lại hay không hả Lý Bạch nghi hoặc một chút. Rõ ràng hắn cũng không chú ý tới Lục An ở một bên. Theo lời phó đạo diễn, lúc này mới liếc mắt nhìn Lục An. Nhưng thấy Lục An mới chừng 20 tuổi. Giây tiếp theo, ánh mắt Lý Thế Dân lại thu hồi. Dù sao trước đó một ít diễn viên đóng thế rất nổi tiếng đều biểu hiện bình thường. Cái này trông cậy vào một người mới như vậy quay ra. Nhưng mà đang nhìn thoáng qua bộ dáng do dự của lương siêu vĩ. Lý Bạch cũng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu thôi. Không thể được. Tiêu chuẩn của cảnh giường chiếu này thật sự là quá lớn. Lương siêu vĩ không muốn cũng là tự nhiên. Giây tiếp theo, ánh mắt Lý Thế Dân lại một lần nữa nhìn về phía Lục An đang ngồi ở một bên. Chỉ là... Nhìn kỹ đi. Tiểu tử này, đang làm gì vậy? Nhìn Lục An ngồi bên cạnh, đang viết viết vẽ vẽ lý bạch có chút tò mò sau khi đến gần lý bạch nhìn lướt qua bản thảo trong tay lục an nhất thời có chút kinh ngạc tiểu tử này dĩ nhiên là đang vẽ cảnh giường chiếu mấy hôm trước lục an rút được kỹ năng phân kính vậy sau vài ngày ở ký túc xá cũng không có hoàn toàn nghỉ ngơi mà là vẫn kết hợp trí nhớ kiếp trước đối với bộ phim này vẽ cảnh giường chiếu cậu là người thế thân của gia hưng Lý Bạch ngắt lời Lục An. Lục An ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới đám người Lý Thế Dân đang đứng bên cạnh. Vì thế gật gật đầu. Ngươi còn học quá phận kính. Lúc không có việc gì, học một chút gia lông. Lục An trả lời. Có thể cho tôi xem không? Lý Thế Dân hỏi. Có thể. Tiếp theo, Lý Bạch từ trong tay Lục An nhận lấy bản nháp. Phó đạo diễn bên cạnh cũng tiến lại gần. Phong cách vẽ rất lộn xộn, hơi thô ráp, nhưng có thể sử dụng. Lý Bạch tỉ mỉ nhìn. Sớm thôi, theo từng bản nháp bay qua trước mắt, Lý Bạch dần dần có chút khiếp sợ. Ý tưởng của mỗi một ống kính này, như thế nào, như thế nào đều cùng suy nghĩ của mình, hoàn toàn giống nhau như đúc. Cái này, hoàn toàn chính là hình ảnh trong đầu mình, muốn chụp ra a. À? Có thể nói, cái kính lúc này chính là đem chính mình trong đầu một mực suy nghĩ, nhưng là còn rất mơ hồ hình ảnh, tất cả đều vẽ ra. Tuyệt vời, tuyệt vời, nghệ thuật. Ta muốn chính là loại hình ảnh này. Mỗi cảnh quay đều tuyệt vời. Đây đều là ngươi vẽ. Lý Bạch kích động nhìn người trẻ tuổi trước mắt, hai mắt tỏa sáng, có chút không thể tin. Đoạn phim này, ngay cả đạo diễn đỉnh cấp cũng không nhất định có thể vẽ ra. Mình cư nhiên ở chỗ này nhìn thấy lục an vẫn bình tĩnh gật đầu thật sự là ngươi hoa phân kính trình độ của ngươi tới làm thế thân lý bạch bối rối hoàn toàn không nghĩ tới cũng không tin cái kính này là xuất phát từ bút tích của một người trẻ tuổi như vậy lục an gật đầu khẳng định lần nữa kinh dị trong chốc lát tâm tình lý bạch mới hơi trấn định lại trên mặt có nụ cười hắn đánh giá lục an một cái sau đó lại nhìn lương siêu vĩ phát hiện lục an cao hơn lương siêu vĩ một chút nhưng hình thể cơ bản tương tự cho nên quay cảnh giường chiếu cũng có thể là nhìn không ra lắm ngay sau đó lý bạch nhìn về phía lục an vô cùng tán thưởng nói nếu thật sự đều là anh vẽ vậy có thể nói lý giải của anh đối với nhân vật này thật sự vô cùng sâu sắc quả thực là người thích hợp nhất để diễn cảnh này hơn nữa cũng hoàn toàn nhất trí với suy nghĩ của tôi đi, đi vào thử diễn. Lý Bạch Hưng phấn nói, trực tiếp kêu Lục An vào thử vai. PS Sách mới số liệu rất trọng yếu, van cầu đến điểm hoa tươi, đánh giá phiếu, sưu tầm, bình luận. Chương 8, Canh Hơi Lần thứ nhất cho ta Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Lý Thất Giả nói, chào hỏi nhân viên Kích động đi vào trong rạp chiếu phim Nhìn nhân viên trong rạp chiếu phim, hô to vài câu bắt đầu làm việc bắt đầu làm việc chúng ta quay thêm một cảnh nữa thành viên trong đoàn làm phim mấy ngày nay quay lâu như vậy cũng không có một cái nào hiện tại cảm xúc cũng có chút không cao thấy lý thế dân kích động chạy vào đều là vẻ mặt mơ hồ chẳng lẽ là siêu vĩ ca đồng ý tự mình ra trận hẳn là không phải đi vậy đạo diễn lý sao lại kích động như vậy đang lúc mấy người nghi hoặc khó hiểu phó đạo diễn dẫn lục an vào đây là thế thân vừa tới màu đóng giả thành viên đoàn làm phim lúc này mới hiểu được tuy nhiên nhìn lục an có chút trẻ tuổi kinh nghiệm diễn xuất có thể đi đâu đây thợ trang điểm thợ trang phục cũng không ôm nhiều hy vọng cái này cũng là giỏ trút mút nước công giả tràn đi mấy người trong lòng yên lặng nghĩ như vậy nhưng trên tay sống ngược lại là không có dừng lại đều ở trên người Lục An, bận rộn. Chỉ chốc lát sau, Lục An đã cởi hết quần áo ra. Chỉ còn lại một cái quần cộc lớn. Đây là cảnh giường chiếu. Vì vậy, trang điểm đương nhiên không phải trang điểm trên mặt, mà là cơ thể, trang điểm trên da. Điều cần thể hiện là đường nét cơ bắp, vân vân. Bên kia, Thang Vi cũng đang chuẩn bị. Mấy lần thử vai thế thân khác nhau, hơn nữa còn là cảnh giường chiếu bởi vì một ít thế thân tố chất không quá vượt qua kiểm tra thậm chí còn có một số người không có đạo đức nghề nghiệp không làm theo yêu cầu của đạo diễn động thủ lung tung điều này làm cho thang vi vốn đã buông ra cũng có chút kháng cự rốt cuộc đây là cảnh giường chiếu toàn thân đối diễn đều là những người đàn ông hoàn toàn xa lạ nhưng dưới một phen khuyên bảo của lý thế dân và cuối cùng thang vi cũng mới đồng ý thử lại đi nửa giờ sau hiện trường phục hóa đạo ánh đèn chờ lão sư đều đã chuẩn bị thỏa đáng tuy rằng lục an thang vi cũng đã xem qua kịch bản rồi nhưng đợi đến khi hai người đến trường quay lý thế dân vẫn không ngại phiền toái tiếp tục giảng kịch cho hai người câu chuyện về sắc giới cũng không phức tạp câu chuyện kể là nữ sinh vương giai chi cùng mấy bạn nam nữ có chí báo quốc vì thế tự phát tổ chức muốn làm đặc công nghiệp dư như đi tiếp cận nhân vật chính lương siêu vĩ đóng, sau đó để cho Thang Vi đóng vai vương gia chi dụ dỗ, cũng mượn cơ hội diệt trừ nhân vật chính. Nhưng thật ra, trong câu chuyện nhìn như đơn giản này, nhưng có rất nhiều ẩn dụ. Đặc biệt là trong ba cảnh giường chiếu quan trọng này là không thể hoặc thiếu. Nếu như không có, như vậy tình cảm biến hóa của dịch Mặc sinh và vương Gia chi sẽ không thể hiện ra, khán giả đương nhiên cũng sẽ không hiểu quan hệ phức tạp yêu hận dây dưa của hai người. Vậy đây cũng là nguyên nhân vì sao lý thế dân coi trọng ba cảnh giường chiếu này như vậy nếu không có ba cảnh giường chiếu này như vậy câu chuyện này thậm chí cũng không thành lập sau khi lý thế dân nói với hai người một phen tình tiết ngồi xuống trước máy theo dõi để cho hai người làm quen một chút điều chỉnh trạng thái dù sao cũng là đối diễn với diễn viên hoàn toàn xa lạ hơn nữa còn có quy mô lớn như vậy cho nên vẫn là muốn cho song phương đơn giản làm quen một chút Thang Vi lúc này thả lỏng xuống, nhìn thoáng qua bên người có chút đẹp trai lục an sau, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nghĩ thầm cuối cùng cũng có một thế thân đẹp trai một chút. Lúc này Lục An cũng bình tĩnh lại một chút. Nhìn Thang Vi mặc váy ngắn tất chân bên cạnh, kiều mị vô hạn. Lục An chủ động vươn tay nói. Lục An, xin chào. Thang Vi cũng không cự tuyệt, vươn bàn tay ngọc mảnh khảnh ra bắt tay Lục An thiển. Tôi là Thang Vi xin chào. Ở thế giới này, Thang Vi cũng là vừa mới ra đời mà thôi. Vì có thể hợp tác với những nhân vật nổi tiếng này, mới không tiếp nhận bộ phim này với quy mô lớn như vậy. Hai người câu được câu không, như là bằng hữu đã lâu không gặp, hàng huyên vài câu. Lý Thế Dân mới bớt chút thời gian xem sơ yếu lý lịch của Lục An. Nhưng, vừa nhìn mới biết, phát hiện Lục An cư nhiên cũng chưa từng quay cảnh giường chiếu. Cái này cũng dám tới thử diễn nhưng hiện tại tư thế đã triển khai thử một chút sẽ biết nếu như có thể đạt tới hiệu quả một nửa trong phân kính hắn vẽ vậy coi như là thành công lớn rốt cuộc hiện tại cũng không có người thay thế trước khi bắt đầu lý bạch lại dặn dò vài câu lục an chờ chút liền dựa theo ngươi phân kính đến đừng câu nệ hy vọng ngươi lần thứ nhất cảnh giường chiếu có thể viên mãn kết thúc mà sau khi nghe lục an diễn cảnh giường chiếu lần đầu tiên thang vi vốn rất thả lỏng đột nhiên sửng sốt kinh ngạc nhìn lục an cảnh giường chiếu đầu tiên thế này thì sao và lý bạch không phải rất nghiêm khắc sao thế thân nổi danh trong giới cũng không qua được kịch để cho một người mới đến có thể thành công sao thang vi hốt hoảng có chút hồ nghi nhìn lục an nghi ngờ người này không phải là bên đầu tư an bài vào chiếm tiện nghi của mình chứ dù sao mình và hắn chính là cảnh giường chiếu toàn thân. Mà loại thao tác này cũng là nhà đầu tư cùng với chuyện trong giới này có thể làm được. Để chiếm tiện nghi của nữ diễn viên, sắp xếp cảnh hôn dư thừa, cảnh giường chiếu đều là thư thất bình thường. Nhưng mà, nghĩ kỹ lại, Lục An ở trước mặt phó đạo diễn đều rất cẩn thận. Hơn nữa, hình như cũng không giống như có bối cảnh. Hẳn là không đến mức Thang Vi cũng không nghĩ nhiều nữa. Huống hồ, cô ấy là diễn viên, ở trường quay, đạo diễn mới là lớn nhất. Cho dù thật sự chiếm tiện nghi, hiện tại cô cũng chỉ có thể chịu đựng. Tuy nhiên, may mà Lục An là một anh chàng đẹp trai, cho dù là vậy, hình như mình cũng không thiệt thòi lắm. Cầu hoa tươi, cầu vé tháng, cầu đánh giá, cầu cất giữ, cầu khen thưởng. Chương 9, không chút nào thương hương tiếc ngọc bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lục An sắp bắt đầu cảnh giường chiếu đầu tiên, lúc này ngược lại phi thường trấn định. Cho dù đối diện chính là thang vi đại mỹ nhân như vậy. Sau khi hai người trao đổi đơn giản vài câu, Lý Thế Dân đã bắt đầu điều hành nhân viên công tác tại hiện trường. Bởi vì là cảnh giường chiếu, hơn nữa còn là quy mô lớn. Vì vậy, nhân viên tạp vụ ở hiện trường đều bị thanh lý ra ngoài. Chỉ để lại một số nhân sự cần thiết nếu chuẩn bị không thành vấn đề, chúng ta liền bắt đầu. Lý Bạch nhìn về phía hai người nói. Lục An và Thang Vi gật đầu. Được, các bộ phận chú ý, bắt đầu quay. 3, 2, 1, trận thứ 47, kính thứ nhất, quay. Theo thanh âm của người đánh bàn hạ xuống, hai người vừa rồi còn bình tĩnh đứng tại chỗ, trong nháy mắt tiến vào nhân vật. Lục An thì trong phút chốc, hoàn toàn giống như là thay đổi thành một người khác. Trực tiếp động thủ, thô bạo nắm lấy tóc Thang Vi, hung hăng ấn lên tường. Giống như Thang Vi trước mắt, thật sự chính là một nữ đặc vụ. Không có một chút thương tiếc. Thang Vi bị đè ở trên tường, các loại dãy dùa không có hiệu quả. Vừa rồi Thang Vi còn tưởng rằng, Lục An không có kinh nghiệm gì. Lúc này, dĩ nhiên trong nháy mắt mộng bức. Vì vậy, diễn xuất đột nhiên bộc phát này, cũng làm cho biểu tình trên mặt Thang Vi, biểu hiện phi thường tự nhiên. Động tác của Lục An tiếp tục. Ngay sau đó, không chút lưu tình, trực tiếp xé mở quần áo của Thang Vi, bắt đầu lục soát người. Sau khi xác định, sau khi Thang Vi không mang theo vũ khí, Lục An rút thắt lưng ra. Sau đó đem hai tay Thang Vi trói lại, ném lên giường. Thang Vi nằm sấp trên giường, quay đầu nhìn về phía Lục An ở phía sau. Vào lúc này, ánh mắt Lục An bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa rất nhỏ từ vừa rồi tàn bạo lạnh lùng chuyển thành hơi có chút do dự. Lý Thế Dân đứng trước máy theo dõi, nhìn chầm chầm động tác thần thái của Lục An. Cũng thấy được một màn này. Mặc dù chỉ vài giây, nhưng... Lý Bạch cảm thấy thanh này, thật sự ổn định. Hắn muốn chính là loại cảm giác này. Sau một lát do dự, ánh mắt Lục An trong nháy mắt trở nên tàn bạo vô cùng. Bay thẳng lên giường. Động tác trong tay, lại càng thêm lớn mật. Sau vài phút đánh nhau, Lục An Thủy chung chiếm cứ thượng phong. Thang Vi giống như một con cừu non đang đợi làm thịt, ở trên giường, tùy ý Lục An sắp xếp. Trong 4-5 phút còn lại, Lục An hoàn toàn chiếu theo động tác trong ống kính của mình, trói Thang Vi lại, để hắn quỳ rạp trên giường. Mà Thang Vi, toàn bộ quá trình cũng là phi thường phối hợp. Cô biết, cảnh giường chiếu này, mình thủy chung là bị động. Nhưng không ngờ. Mình lại bị động như vậy. Lục An sẽ dùng sức như vậy. Hơn nữa thủ đoạn cứng rắn như vậy. Chính mình dĩ nhiên toàn bộ quá trình bị hắn trói lại hai tay, ấn ở trên tường, ấn ở trên giường, không có một chút năng lực phản kháng. Hoàn toàn biến thành một con cừu con mặt cho người ta sâu xé. Nếu đổi lại là diễn viên đóng thế khác. Thang Vi có lẽ đã sớm tức giận, trực tiếp bãi diễn. Nhưng trong quá trình này, Thang Vi lại không có bất kỳ khó chịu nào, thậm chí cảm giác được phi thường tự nhiên. Giống như cảnh này nên diễn như vậy. Trong phim trường chỉ còn lại mấy người, nhìn động tác tứ chi có chút lớn mật của hai người, cũng không khỏi nước bọt trong cổ họng lăn lộn. Độ hoàn thành này tuyệt đối là trên 90. Quả thực giống như là thật sự đang thi bạo bình thường. Sau khi động tác tiếp tục vài giây, Lý Bạch hô một tiếng. Cắt. Khi âm thanh rơi xuống, nhân viên công tác ở hiện trường, cũng đều mới phục hồi tinh thần lại. Tiếng vỗ tay vang lên bốn phía. Lý Bạch nhìn biểu hiện của hai người, vô cùng hưng phấn. Nó không chỉ đáp ứng mong đợi của bạn. Thậm chí còn vượt mức rất nhiều. Cảnh giường chiếu này, vai chính của Lục An là người chủ đạo tuyệt đối. Cần tàn bạo dị thường với nữ đặc công, không chút thương hương tiếc ngọc. Đặc biệt là các động tác cơ thể mà động tác trong cảnh giường chiếu vừa rồi, Lục An đã hoàn toàn thể hiện ra. Nhìn Lục An mặc dù là lần đầu tiên quay cảnh giường chiếu, nhưng không có một chút trúc trắc, đem sự tàn bạo trên tứ chi nhân vật chính, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Lý Bạch cũng không khỏi có chút thưởng thức diễn viên đóng thế trước mắt này. Cảnh quay kết thúc. Hai người mặc quần áo tử tế, ở trường quay nghỉ ngơi. Lục An và Thang Viên ngồi cùng một chỗ, không ai nói gì. Nhưng trên mặt hai người vẫn có một ít ửng hồng còn chưa rút đi. Một lát thôi, Lý Thế Dân đi tới phòng chiếu phim, đem thành phẩm cắt ra chiếu ra xem. Trên màn ảnh, hai người phản phất biểu lộ đều là chân tình chân thật, hoàn toàn không giống diễn. Nhìn một ít chi tiết vừa rồi không chú ý tới, Lý Bạch thậm chí không nhìn thấy bất cứ dấu vết biểu diễn nào trên mặt Thang Vi. Hoàn toàn là phản ứng chân thật tự nhiên. Không lâu lắm, Người vây xem hiện trường lại lần nữa bộc phát ra một trận vỗ tay kịch liệt. Nhìn phản ứng của mọi người, Thang Vi và Lục An lúc này trong lòng cũng rõ ràng. Đoạn kịch này hẳn là có thể qua. Nhìn Thang Vi xoa cổ tay bị siết đỏ, Lục An có chút ấy nấy nói. Thật ngại quá, vừa rồi còn chưa đối diện với anh, đã trực tiếp đem anh. Không làm đau anh chứ?" Thang mỉm cười nói, không hề có ý trách cứ Lục An. Không có việc gì chỉ là siết một chút, không đau. Đây cũng là kịch bản yêu cầu, hơn nữa, ta cảm thấy ngươi diễn rất tốt. Đoạn này, hình như cũng nên diễn như vậy. PS Sách mới số liệu rất trọng yếu, van cầu đến điểm hoa tươi, đánh giá phiếu, sưu tầm, bình luận. Chương 10, hệ thống thương thành mở ra. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức thử cảnh giường chiếu. Không nghĩ tới, hiệu quả cũng không tệ lắm. Nghe Thang Vi khen ngợi, trong lòng Lục An mơ hồ có chút vui vẻ. Cảm ơn lời khẳng định của anh, tôi cảm thấy chúng ta hợp tác rất tốt. Thang khẽ gật đầu. Trong lòng cũng rất hài lòng với biểu hiện của Lục An. Mặc dù đây là lần đầu tiên hai người hợp tác. Kết quả thế nào không nói. Ít nhất. Tố chất chuyên nghiệp và diễn xuất của Lục An khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái, không có một chút khó chịu tuy rằng phân cảnh vừa rồi làm cho nàng quả thật có chút sợ hãi nhưng cô cũng biết cảnh diễn hôm nay cô hoàn toàn bị lục an dẫn vào trong phim mình căn bản không có biểu diễn gì hoàn toàn đều là biểu lộ chân tình một loạt động tác trên giường cũng đều là phản ứng bản năng những diễn viên đóng thế lúc trước tuy rằng cũng có người thử phát huy như vậy nhưng mà lại đều không đạt được loại hiệu quả này lần đầu tiên gặp mặt cứ như vậy xích khỏa tương đối. Hiện tại hai người vẫn còn xấu hổ. Nhưng Lục An lúc này cũng không keo kiệt khen ngợi mình. Ta cảm thấy diễn xuất của ngươi phi thường tốt. Mà Lục An vừa nói ra lời này. than Vi nhất thời có chút xấu hổ đỏ mặt. Cái này. Chính mình vừa rồi nơi nào có cái gì diễn xuất, đều là bản năng A. À. Bên kia. Sau khi nhìn thành từng mảnh, vẻ mặt Lý Thế Dân tràn đầy vui vẻ không ngờ lục an thế thân này lại cho mình một kinh hỷ lớn như vậy tiếp tục đi lý bạch mang theo ánh mắt sáng ngời nhìn về phía lục an và thang vi hiện tại trạng thái vừa vặn lại quay thêm chút cảnh giường chiếu đầu tiên là có thể qua mọi người ở hiện trường nghe được chữ quá từ trong miệng lý thế dân đi ra cũng đều là hưng phấn đồng thời trong lòng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm phải biết một chữ này họ đã chờ đợi gần một tháng nhân viên công tác tại hiện trường lại bận rộn lý bạch đi tới trước mặt hai người mặc dù hai người hôm nay biểu hiện không tệ nhưng lý thế dân vẫn nói cho hai người một điểm chú ý nhất là lục an lần đầu tiên cảnh giường chiếu tuy rằng phát huy không tệ nhưng kinh nghiệm vẫn là quá ít lục an vừa rồi biểu hiện của em không tệ động tác tự nhiên hơn nhiều so với tưởng tượng của anh nhưng vẫn có mấy khuyết điểm lý bạch nhìn về phía lục an tiếp tục nói mặc dù không lộ mặt nhưng cũng phải chú ý cảm xúc trong ánh mắt của ngươi thiếu chút phẫn nộ cùng hung ác cho nên dẫn đến tứ chi động tác thượng cũng liền tương đối thiếu một ít cảm xúc biểu đạt anh phải biết dịch mặc sinh là một đặc công hắn là một người đã trải qua rất nhiều sinh tử cho nên ánh mắt của hắn hẳn là lạnh lùng cùng hung ác cảm xúc của ngươi còn chưa đủ động tác trên tay cũng có thể lớn mật hơn một chút lục an gật đầu được tiếp theo tôi sẽ làm theo yêu cầu của ngài trong lòng âm thầm kinh ngạc chính mình vừa rồi tay nhưng là trực tiếp tất cả đều chơi một lần a à, cái này còn gọi không lớn mật cái này chẳng lẽ là muốn mình thật sự trực tiếp lý bạch nói tiếp đối với hai người nói ra các ngươi cái này không sớm diễn thử phương pháp rất tốt biểu hiện rất tự nhiên nhưng là trong ánh mắt cũng có chút cảm giác xa lạ kế tiếp quay còn lại hai tràng cảnh giường chiếu trước các ngươi phải trước tiên trao đổi trao đổi nếu không các ngươi ít nhiều cũng sẽ có chút không được tự nhiên ba cảnh giường chiếu này đều không có kịch bản cụ thể lý bạch chỉ dặn dò một cảm xúc đại khái cùng với kết quả mong muốn tất cả đều phải do diễn viên tự mình phát huy bởi vì lý bạch muốn chính là chân thật mà đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước có nhiều diễn viên đóng thế như vậy cũng chưa từng có. Một lát thôi. Lục An và Thang Vi trở lại giường, bắt đầu quay lại cảnh vừa rồi. Tuy rằng chỉ là vài cảnh vụn vặt, nhưng cũng lại quay năm sáu lần. Bất quá cũng may mỗi một lần đều rất thuận lợi. Lý Thế Dân đối với biểu hiện của hai người cũng phi thường hài lòng. Sau khi quay bổ sung kết thúc, Lục An có chút nóng vội hỏi. Lý Đạo, cảnh tiếp theo, khi nào thì quay? N lý thế dân do dự một chút vốn kế hoạch là nửa tháng có thể quay xong chính là đốt hương nhưng không nghĩ tới hai người biểu hiện tốt như vậy về cơ bản một cái liền qua vì vậy lý bạch mở miệng nói hôm nay biểu hiện của các cậu rất tốt đang trong trạng thái tốt phải chụp thật nhanh buổi chiều đi buổi chiều sẽ quay cảnh thứ hai được lục an gật đầu mà thang vi nghe đến buổi chiều ngược lại nhướng mày. Cảnh này, mình cũng chưa từng quay qua. Thế thân lúc trước, trên cơ bản điều thứ nhất đều không qua được, cho nên, mình cũng căn bản không có chính thức quay qua hai trận phía sau. Tuy rằng cảnh quay mới vừa quay coi như tương đối thuận lợi, nhưng Thang Vi biết, hai cảnh sau mới là khó khăn nhất. Lúc này, đã gần đến giờ ăn trưa rồi. Lý Bạch đưa mắt nhìn thời gian, thanh âm cũng theo đó vang lên. Kết thúc công việc. Mọi người nghỉ ngơi trước đi. Trưa, Lục An ở gần đó ăn chút cơm, liền trở về trường quay. Cũng không phải Lục An đa chuyên nghiệp, chỉ là trời nóng như vậy, mình cũng thật sự không có nơi nào khác để đi. Tìm một vị trí để nghỉ ngơi. Lục An vừa nhìn về phía hệ thống, chỉ thấy vốn là không điểm tích lũy, bây giờ nó đã trở thành 100. Lục An mở ra xem xét một chút nguồn gốc chi tiết cùng nữ diễn viên vô danh Thang Vi hoàn thành một cảnh giường chiếu, 100 điểm, quả nhiên đúng như mình đoán. Hoàn thành cảnh giường chiếu là có thể đạt được điểm tích lũy đạt được khen thưởng. Chỉ là không biết nếu là cảnh giường chiếu chân thật có thể cũng thêm điểm tích lũy hay không. Và từ miêu tả của hệ thống mà xem, hẳn là cùng nữ minh tinh có danh tiếng nhất định quay cảnh giường chiếu, đạt được điểm tích lũy sẽ nhiều hơn một chút hệ thống sau khi nghe được suy nghĩ trong lòng lục an xuất hiện một cái vân trên mặt lục an lập tức hiện ra nụ cười tiếp tục đi tiếp tục xem xét chức năng của hệ thống ngay bây giờ hệ thống thương thành cũng đã mở khóa lục an nhìn một chút phát hiện ở bên trong có đủ loại đồ vật kịch bản diễn xuất kỹ năng ca khúc thân thể thuộc tính tiền tài có thể nói là cái gì cần có đều có nhưng lục an nhìn lướt qua liền phát hiện giá cả cũng không tầm thường một trăm điểm tích lũy có thể mua đồ vật giống như căn bản không có vẫn còn lục an nhanh chóng có phát hiện mới ở phía dưới cùng của khu thương mại xuất hiện một cái đĩa tròn rút thưởng khởi bước một trăm điểm tích lũy là có thể rút thưởng một lần mỗi một cái rút thưởng đẳng cấp cao hơn giá cả thì theo đó nhiều hơn một cái không nhìn điểm tích lũy của khu thương mại lục an cũng ngứa ngáy khó nhìn không suy nghĩ nhiều trực tiếp bấm một phát rút ra ps sách mới số liệu rất trọng yếu cầu hoa tươi đánh giá phiếu sưu tầm bình luận